Đối với những người nào mà bị mãn tính về cái việc mà ho kéo dài, chủ yếu để điều trị những cái bệnh về liên quan tới đường hô hấp, ví dụ như là ho nè, hoặc là ho mà có nhiều đờm nè đó. Một cái loại màu xanh lá cây này á là cái loại mà Mucinex DM, còn một cái dạng bên này là màu xanh hồng, màu xanh dương, là Mucinex thông thường thôi. Thì hai cái này nó khác biệt như thế nào thì mọi người nhớ đón xem hết cái video này để biết được hai cái này nó khác biệt như thế nào nha. Hello, xin chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của H-Store US Hàn Quốc tại Mỹ. Hôm nay Hàn sẽ giới thiệu cho mọi người một cái sản phẩm không phải là thực phẩm chức năng mà là một cái loại thuốc chuyên điều trị những các bệnh về đường hô hấp, ví như là ho hoặc là bị lông đờm, có đờm ở trong họng á. Thì hôm nay sẽ review một cái loại sản phẩm mới dành cho các bạn ha. Mọi người đã xem tiếp cái video này nha. Hello mọi người. Cái sản phẩm mà Hằng muốn nhắc tới ngày hôm nay đó là cái loại thuốc Mucinex. Cái Mucinex này thì nếu mà mọi người có thể lên mạng tìm hiểu được thì cũng biết được cái loại này là loại thuốc mà được bác sĩ hoặc là bệnh viện kê đơn, chứ không phải là một dạng thực phẩm chức năng thông thường. Tại vì cái Mucinex này á, là chuyên chủ yếu để điều trị những cái bệnh về liên quan tới đường hô hấp, ví dụ như là ho nè, hoặc là ho mà có nhiều đờm nè đó, thì cái này là chuyên trị về cái đó. Thì cái Mucinex này ở trên thị trường ở Mỹ á, nó có nhiều loại lắm, ví dụ như là nó có cái dạng viên nén như thế này là một ha, nó có dạng siro nè, hoặc là cái dạng mà viên sủi cũng có, nó rất là nhiều dạng. Thì trước đây á, Hằng đã từng giới thiệu qua một cái dạng, đó là dạng siro, dạng uống thì để nó thấm nhanh hơn. Thì hôm nay Hằng về thêm một cái loại mới để giới thiệu cho mọi người là dạng viên nén. Thì cái dạng viên nén này á, nó có hiệu quả như thì dạng siro hay không thì tất nhiên sẽ là hiệu quả, công dụng của nó thì nó như nhau, nó không có gì khác biệt hết. Chỉ là cái dạng của nó người ta thích hấp thụ bằng nước hoặc là dạng viên thôi. Thì hôm nay trên tay của Hằng sẽ có hai cái loại chính ha. Một cái loại màu xanh lá cây này á, là cái loại mà Mucinex DM, còn một cái dạng bên này là màu xanh hồng, màu xanh dương, là Mucinex thông thường thôi. Thì hai cái này nó khác biệt như thế nào thì mọi người nhớ đón xem hết cái video này để biết được hai cái này nó khác biệt như thế nào nha. Đầu tiên Hằng sẽ nói tới cái sản phẩm là Mucinex, cái hộp màu xanh dương này nha. Đó, cái hộp nó sẽ như thế này, cái hộp nhỏ nhỏ thôi. Đó, cái hộp nhỏ nhỏ như thế này. Phía sau đây nè, sẽ có cái hướng dẫn sử dụng nè, cách sử dụng nè, rồi đối tượng sử dụng là như thế nào nè. Một hộp như thế này á, sẽ có 20 viên mọi người ha. Một hộp như thế này sẽ có 20 viên. Hộp này cũng vậy, hộp này cũng có 20 viên. Thì 20 viên này á, công dụng chính của cái em Mucinex màu xanh dương này á, là chuyên trị lông đờm. Ví dụ như là mình bị cảm cúm, mình bị ho, nhưng mà ho nó không có nhiều, nhưng mà đờm ở trong họng mình nó khá là nhiều, nó cứ tắc nghẹn lại ở trong họng mình nè, hoặc là chảy nước mũi nè, đó, đờm trong họng ha, lúc nào mình cũng khó chịu, mình cũng tắc nghẽn hết trơn á. Thì bây giờ làm sao để cho nó khỏi những cái đó? Thì cái Mucinex này á, nó có cái thành phần chính đó là 600mg guaifenesin, không biết Hằng đọc đúng hay không. Thì đây là cái thành phần của nó ha, 600mg guaifenesin. Thì đó, thì cái từ này từ chuyên ngành của bên y học á. Thì cái thành phần này á, là cái thành phần chuyên trị lông đờm, nó làm cho cái đờm ở trong cái khoang mũi, khoang họng của mình đó hả, nó sẽ chảy ra nè, nó sẽ lông ra và nó tống hết ra ngoài, làm cho mình nó sẽ khỏe hơn, nó không có bị tắc nghẽn cái đờm ở trong họng của mình ha. Đó, thì cái này á, thì nó tác dụng tới 12 tiếng đồng hồ ha. Tác dụng chính của nó ghi ở trên cái hộp như thế này, đó là giúp lông đờm nè, giảm thiểu những cái gọi là cái đờm, những cái tắc nghẽn ở trong ngực của mình nè, rồi làm giảm tức thì nè, và kéo dài cái công dụng tới 12 tiếng đồng hồ lận. Thì mọi người để ý ha, ở trên cái hộp này nó có cái viên thuốc của nó có hai màu, mọi người thấy không? Đó, cái viên thuốc của nó ở trên là màu xanh nè, ở dưới là màu trắng nè, nó chia ra hai nấc. Thì cái hai nấc này tại sao nó lại chia thành hai cái nấc, hai cái màu như vậy? Thì cái nấc ở trên á thì nó có tác dụng á là immediate release, có nghĩa là giảm đau, giảm khó chịu một cách tức thì luôn. Nó sẽ lúc mà mình uống vào á, lúc mà mình uống vào thì nó sẽ giống như là nó tan cái phần này trước, để nó làm giảm đau, làm giảm những cơn khó chịu tức thì luôn. Và cái nửa cái viên còn lại á, đó, ví như nửa cái viên còn lại thì nó sẽ tan từ từ, nó sẽ giúp cho cái cơ thể của mình nó ổn định và nó khỏe khoắn hơn, nó kéo dài tới tận 12 tiếng đồng hồ. Đó, thì đó là cái điều đặc biệt của cái viên thuốc này. Cái viên thuốc mà nó chia làm hai cái phần như vậy, một cái phần á là nó immediate release, một cái phần thứ hai đó là
extended release đó, có nghĩa là phần thứ nhất là nó tan nhanh để nó làm cho cơ thể của mình nó khỏe khoắn nè, nó bớt đau, nó bớt mệt mỏi nè, và cái phần nữa, phần còn lại nó làm cho nó kéo cái tình trạng đó khỏe khoắn của mình nó kéo dài tới 12 tiếng đồng hồ lận đó. Rồi tiếp theo ở phía mặt cái mặt sau này ha, đây nó có ghi nè mọi người đó. Trên đây nó cũng có ghi nè, ở cái phần trên này á, là immediate, cái phần màu trắng này nè là cái phần mà tan nhanh đó, là immediately release layer, là cái phần đó làm giúp cho mà nó tan nhanh để nó giúp cho mình cảm giác khỏe khoắn nhanh đó. Còn cái phần ở dưới này extended là cái phần màu xanh đó, có nghĩa là nó kéo dài cái phần đó, cái phần thuốc á, nó sẽ kéo dài cái độ ổn định và cái sức khỏe của mình tới 12 tiếng đồng hồ. Rồi đằng sau này là hướng dẫn sử dụng ha. thành phần và hướng dẫn sử dụng ở đây. Thì cái này Hằng sẽ chụp màn hình để đây cho mọi người tiện theo dõi ha, với mình hay không. Và sau đó Hằng sẽ giới thiệu qua cái này, rồi Hằng sẽ nói chung về cái liều lượng và cách sử dụng của cái loại thuốc này như thế nào ha. Tiếp theo đó là cái sản phẩm là Mucinex DM. Thì cái này nó khác gì so với cái loại này? Cái loại mà màu xanh lá cây này á, thì nó có thêm cái thành phần đó là dextromethorphan. Cái này là 600mg guafenazin, là giống như cái này là trị long đờm đúng không? Rồi nó có thêm 30mg là dextromethorphan. Thì cái thành phần này á, là cái thành phần mà giúp cho trị ho, giúp cho cắt giảm những cái cơn ho của mình nè, ví như là ho khan nè, hoặc là ho đờm nè. Đó, thì nó sẽ trị ho như vậy. Thì cái này nó có thêm tác dụng đó là trị ho ha. Còn cái này chủ yếu là trị long đờm là chủ yếu nè. Còn cái này đó vừa trị ho vừa trị long đờm nữa. Thì cái này đó cũng y như vậy luôn mọi người ha. Cái này có tác dụng á, cũng trong 12 tiếng đồng hồ. Và cái viên thuốc của nó cũng chia làm hai phần luôn. Đó, cái phần màu trắng cũng là tan nhanh để giúp cho cái cơn khó chịu, cơn cảm cúm của mình hả, nó dịu ngay lập tức. Và cái thứ hai đó là cái phần ở dưới nó làm cho cái cơ thể của mình nó khỏe mạnh, nó kéo dài tới 12 tiếng đồng hồ mà không có gây mệt mỏi hay gì hết ha. Tác dụng của nó kéo dài tới 12 tiếng đồng hồ luôn. Phía sau đây thì cũng là cái thành phần và cách hướng dẫn sử dụng của cái loại thuốc này. Thì Hằng cũng sẽ chụp màn hình để đây cho mọi người xem ha. Đó, để cho mọi người tham khảo kỹ. Tại vì thực ra Hằng nói về cái thành phần thuốc ở của cái Mucinex này cũng là những cái thành phần thuốc nó kiểu như là trị cảm cúm, trị ho, trị long đờm. Thì cái này cũng phải kê đơn từ bác sĩ. Nếu mà các bạn mà bị cảm cúm nè, bị cảm cúm, bị ho, sổ mũi, bị đờm nhiều á, thì các bạn có thể là đi ra nhà thuốc ha. Mình có thể mua thuốc nhưng mình uống mình không có khỏi chẳng hạn. Mình nó cứ vẫn bị âm ỉ, mình rất là khó chịu. Thì nếu mà mình tìm được cái sản phẩm này á, thì mình có thể đến mình hỏi ý kiến bác sĩ, tôi có mới tìm ra cái loại thuốc này thì bây giờ tôi uống được hay không. Thì cái thành phần, bạn hãy coi kỹ cái thành phần ở trên cái thuốc như thế này ha. Nó có rất là nhiều cái thành phần trị cảm cúm, trị ho. Nhưng mà trong đâu đó nó sẽ có những cái thành phần mà làm cho mình bị dị ứng. Đối với những người nào mà đang uống những cái loại thuốc khác chẳng hạn, thì mình phải nên tìm hiểu và hỏi ý kiến bác sĩ để uống cái loại thuốc này. Tại vì cái loại thuốc này nó cực kỳ hiệu quả luôn. Song song với cái sự hiệu quả của nó thì chắc chắn là nó có sẽ ít nhiều gì nó cũng sẽ có những cái phản ứng đối với những cái loại thuốc khác. Thì đâm ra là mình phải nên tìm hiểu và hỏi ý kiến bác sĩ thử xem là mình có nên uống cái loại này được hay không ha. Ở trong này nó có ghi là dành cho người lớn ha, trẻ em dưới 12 tuổi là không được dùng nè. 12 tuổi là không được dùng. Rồi người lớn ha, mình uống một viên sau 12 tiếng thôi, có nghĩa là mình uống một viên rồi 12 tiếng sau nếu mà mình còn vẫn cảm thấy hơi bị mệt mỏi, vẫn mà ho nhiều, vẫn còn ấy á, thì mình uống thêm một viên nữa. Nói chung là cách 12 tiếng thì mình mới uống một viên, chứ không mình không được uống liên tục hay là 4 tiếng hay là 5 tiếng ha. Và đúng 12 tiếng, sau 12 tiếng đó, tại vì cái thuốc này nó tan trong vòng 12 tiếng nó mới tan hết cái thuốc của nó. Sau 12 tiếng thì mọi người mới nên uống tiếp theo, cái viên tiếp theo ha mọi người ha. Đối với những người nào mà bị mãn tính về cái việc mà ho kéo dài, ví dụ như là do hút thuốc, hoặc là những người nào mà bị mãn tính về ho thì cái này nó không có điều trị về cái đó ha mọi người ha. Cái này chủ yếu đó là trị ho vì cảm thôi, có nghĩa là bình thường là mình không có bị ho gì hết, nhưng mà đến cái mùa cảm như thế này, mùa mưa gió thất thường như thế này á, ai cũng dễ bị cảm cúm hết. Thì cảm nó sẽ kèm theo là ho, là sốt nè, sổ mũi nè, nếu mà nặng nữa thì nó có đờm nữa. Thì đây thì nó là sẽ hiệu quả hơn. Còn nếu mà những người nào ho vì những cái bệnh lý thì như là hút thuốc quá nhiều nè, phổi bị tổn thương là ho nè, hoặc là bị đờm nhiều
người nước mũi nhiều là do bị xoang á hay cái gì đó, thì cái đó nó không có tác dụng trị mấy cái đó ha mọi người ha. Nên mọi người lưu ý tìm hiểu xem, nếu mà ai mà bị ho mà do hút thuốc lá quá nhiều á thì cái đó là một cái loại bệnh lý khác rồi, thì mình nên hỏi ý kiến bác sĩ để tư vấn ha. Còn cái loại mà Mucinex này á là chuyên chủ yếu là trị ho, trị lông đờm đối với những căn bệnh cảm cúm thông thường thôi. Đó là cái lời khuyên cho mọi người nha. Mọi người nhớ tìm hiểu thật kỹ trước khi mà sử dụng cái loại thuốc Mucinex này. Cái loại thuốc Mucinex này á, thì hiện tại thì Hằng thấy trên thị trường Việt Nam của mình á, thì thường được kê đơn bởi bệnh viện là khá nhiều. Còn đối với những người mà xách tay á, thì xách tay chủ yếu là người nhà gửi về thôi. Có nghĩa là người nhà người ta biết cái sản phẩm này á thì người ta mới lấy về người ta bán, mà nếu không thì cũng ít ai biết cái sản phẩm này lắm. Tại vì cái sản phẩm này thực ra là Hằng cũng mới biết gần đây, là sau cái mùa dịch vừa rồi á, thì ở bên Mỹ á, người ta cũng sử dụng cái loại này khá là nhiều. Tại vì cái Covid nó cũng làm cho mình ho và có đờm khá là nhiều á, thì người ta sử dụng cái này và họ nói là có rất là hiệu quả. Tại vì trong đây nó có cái thành phần, có nhiều cái thành phần ví như là vitamin D, C, B nữa, nói chung là nhiều thành phần khác làm cho cái cơ thể của mình nó khỏe sau khi mà bị bệnh cảm cúm á. Đó thì họ nói là cái này nó ok, thì mọi người nhớ tìm hiểu xem, tìm đúng cái người mà có thể lấy cái sản phẩm này về để được cái chất lượng nó an toàn nhất. Hoặc có thể đến bệnh viện, những bệnh viện lớn mà họ có thể nhập thuốc từ nước ngoài về đó. Đó thì mọi người có thể tìm hiểu và hỏi họ xem những cái sản phẩm này có hay không, thì mọi người có thể lấy về sử dụng ha. Còn nếu mà hàng trôi nổi trên thị trường mà không có danh tiếng hay gì hết thì mọi người cũng hãy cẩn thận ha. Tại vì cái này là thuốc nha mọi người, chứ không phải là thực phẩm chức năng. Thuốc thì nó sẽ khác thực phẩm chức năng một xíu. Thực phẩm chức năng á thì mình cứ uống lâu dài, về dài thì càng lâu thì nó mới thấm, và là nó là những cái nguồn thực phẩm tự nhiên từ thiên nhiên. Mình uống nhiều thì nó không ảnh hưởng gì tới sức khỏe, nhưng mà cái này là thuốc thì nó có những cái thành phần về thuốc. Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của mình luôn, nên mọi người nhớ tìm hiểu kỹ những cái nơi mà cung cấp cái sản phẩm này nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái clip này của Hằng ngày hôm nay nha. Nếu mọi người cảm thấy hay, thấy bổ ích thì để lại cho một like, một subscribe kênh YouTube của Hằng ha, để mọi người có thể đón xem những nhiều cái kênh review sản phẩm khác nữa. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những cái video tiếp theo nha. Bye bye.